Dạ vâng em chào các bác nhé Chào mừng các bác đã đến với kênh youtube của điện thoại Dũng Kiên Có địa chỉ tại Cầu Giàm xã Tân Hương huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương Số điện thoại liên hệ 0978 336 559 Và 0971 336 559 các bác nhé Bên em chuyên bán buôn bán lẻ các dòng điện thoại iPhone các bác nhé Hôm nay em lên một số máy mới Em lại nên sóng cho các bác nhé Đầu tiên là cây 12 Pro Max các bác nhé Cây này thì siêu chất luôn còn bảo hành đến ngày 28 tháng 6 năm 2023 các bác nhé Còn bảo hành 140 mấy ngày đây các bạn Bảo hành hãng các bác nhé Cực đẹp luôn Cây này thì giá cực kỳ mềm mại các bác nhé Pin zin còn 100% zin áp luôn các bác này Bản Mỹ đây Bản Mỹ nó có anten 5G đây các bác nhé Cây này à, giá chỉ có 16 triệu 300 ngàn đồng các bác nhé Bao gồm ốp nâng sạc Sạc nhanh các bác nhé Đấy, bao gồm sạc à, xuất nhật các bạn chỉ sạc khoảng 30 phút là đầy máy các bác nhé bảo hành con này là một năm các bạn tất tật tật các nỗi bảo hành trong vòng 1 năm các bác nhé tháng đầu nỗi đổi mới luôn Đấy, cây này thì cực kỳ chất được các bác nhé Đấy, cây này này giá rất là mềm mại các bác nhé cây này là do vận chuyển thì bị à, sứt một tí đây các bác này, Đấy, một tí thì thì không đáng cái gì các bạn À, tí thì tí chỉ bằng con dẫn cụ thôi các bác nhé Đấy à, Bị sứt một tí này này Còn tất cả nguyên áp hết các bác nhé Đẹp keng luôn này Quay chi tiết cho các bác xem này Đấy Giá rất là rẻ 16 triệu 300 Đầy đủ phụ kiện các bác nhé Ốp nâng Cường lực Sạc nhanh không à, Sạc nhanh các bác nhé Đấy sạc nhanh Bao gồm này, cái củ sạc xuất nhật nhanh Sạc liên tục được hai máy các bác nhé Nè cho theo máy này Đấy Cây này thì em cho máy tính tí cho các bác xem chi tiết rồi em hãng quay những cái mặt hàng khác các bác nhé Những cây xuất sắc như thế này thì em cứ cho vào phần mềm cho các bác xem Check các đầy đủ cho các bác xem nhé Đây các bác này Rồi Đây các bác nhé, ngày sản xuất thì cực kỳ cao các bác này 24 tháng 4 năm 2022 các bác nhé Sản xuất rất là cao các bác nhé Đây thông tin của nó đây Pro Max 12 Pro Max 128GB các bác nhé Đấy, Phiên bản phần mềm đây Bản Mỹ các bác nhé Đây em xem trực tiếp cái thời gian bảo hành cho các bác xem này Đây các bác này còn bảo hành 145 ngày các bác nhé 28 tháng 6 năm 2023 Bảo hành hãng đấy các bạn Máy cực kỳ chất luôn các bác nhé Rồi Xanh đét các bác này Thời gian sạc 66 lần rồi các bác nhé Máy quốc tế hai sim các bác nhé Bảo hành cho các bác quốc tế trọn đời luôn Bác nào thích thì liên hệ trực tiếp cho em nhé Màu thì cực kỳ đẹp Các bác mua máy bên em rồi thì không cần đặt cọc các bác nhé Còn các bác mua lần đầu thì đặt cọc cho em 100 ngàn đồng trở lên Nếu các bác không có tài khoản ngân hàng thì có thể là bắn Mua thẻ nạp cào ra cho em là ok các bác nhé Còn đâu có tài khoản ngân hàng thì các bác em gửi số tài khoản các bác bắn trực tiếp vào số tài khoản đều mang tên em là Hà Văn Kiên các bác nhé Tiếp theo cho các bác đây là cây iPhone 8G bản 256GB các bác nhé cực kỳ chất luôn zin keng các bác này màu vàng gold cực kỳ đẹp các bác nhé Đấy. iPhone 8G các bác nhé 8G bây giờ là rất là ít cây này là giá 3 triệu 500 ngàn đồng các bác nhé đầy đủ phụ kiện bao ship toàn quốc các bác này bản quốc tế của Nhật các bác nhé đồ Nhật thì có biết chất nó thế nào rồi Đấy. bản quốc tế Nhật cây này pin còn 85% pin rất là cao các bác nhé Đấy. cực kỳ chất luôn này Đấy, cái này là dùng làm súng phụ, súng chính rất là gọn các bác nhé, máy cực kỳ gọn gàng. Tiếp theo là con 8G màu đen các bác nhé. Đấy, 8G màu đen này các bác này. Cái này mà bản 64G bản Mỹ các bạn. 64G bản Mỹ. Cây này em bán với giá là 3 triệu 200 ngàn đồng các bác nhé. Đầy đủ phụ kiện bao ship toàn quốc các bạn. Phụ kiện bao gồm uh, ốp nâng cường lực sạc rồi phí ship các bác nhé. Đây và một đôi 8G màu trắng các bác nhé. Một đôi uh, bạch công tử màu trắng nữa các bác nhé. Đấy, giá chỉ 3 triệu 200 ngàn đồng. Đầy đủ phụ kiện bao ship toàn quốc các bác nhé. Đây cái nâu no 6S hôm qua chỉ còn có mấy cây thôi các bác nhé. Đi hết rồi các bác. Đôi 64 này vẫn còn nguyên đây. 6S 64G các bác nhé. Đấy, giá cực kỳ mềm mại các bác nhé 2 triệu 300 ngàn đồng Cây 6S Zin pin 100% các bác nhé Pin Zin các bác nhé Theo máy này chân sạc trắng phốc này. Đấy. 2 triệu 300 ngàn đồng Và một cây 6S màu trắng 32 gb cây này là 2 triệu 100 ngàn đồng các bác nhé Một cây 6S màu hồng Cây này này vận chuyển hơi bị một tí thì các bác nhé 1 triệu 900 ngàn đồng Đầy đủ phụ kiện bao ship toàn quốc các bác nhé Tai nghe hổ vằn đấy các bác nhé Hết thời gian khuyến mại được các bác nhé Bây giờ em bán cho các bác Giá 250 nghìn các bác nhé Qua Tết rồi hết màu rồi 250 nghìn Cái này dùng liên tục được 8 tiếng đồng hồ các bác nhé Có đổi tên này Có định vị này Xuyên âm này đấy, vừa đeo tai nghe vừa nói chuyện bên ngoài thoải mái các bác nhé Định vị đổi tên sạc không dây các bác nhé đầy đủ hết các bác nhé Tiếp theo là cái bộ sạc xuất nhật các bạn Cái này cũng còn ít rồi các bác nhé Xuất nhật 36W các bác nhé Cái này 200 ngàn đồng Bao ship toàn quốc các bác này Xuất nhật bảo hành 1 năm các bác nhé Hàng nhật thì các bác biết chất lượng nào rồi Đấy, Sạc nhanh các bác nhé Xuất nhật này Sạc liên tục từ hai máy các bác nhé Bác nào thích thì cứ liên hệ trực tiếp cho em Bên em bao ship toàn quốc các bác nhé Còn các bác ở à, những cái tỉnh gần em như là Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương quê em hay là Bắc Ninh, Hải Phòng thì em ship tận nhà cho các bác nhé. Đấy, có thợ ship tận nhà. Đây là XS còn hai màu đây các bác nhé. Đen và vàng gold pin rất là cao các bác này, XS này. Đấy, màu đen là 5 triệu 500 ngàn đồng, màu vàng là 5 triệu 800 ngàn đồng. Hàng keng bao ship toàn quốc các bác nhé. Bảo hành cho các bác 6 tháng, tháng đầu nỗi đổi mới và một cây siêu phẩm XS pin zin 100% các bác nhá. Đấy, pin zin còn 100% các bác này. Đấy, sạc 326 này. Tất cả zin nguyên, zin áp hết các bác nhé Cây này 6 triệu 500 ngàn đồng cho các bác này Còn một cây 8 phần ớt này Cái như ngày mai em về một nô Không biết là 50 cây 8 phần ớt các bác nhé Còn cây cuối cùng em bán 4 triệu 500 ngàn đồng Cây này à, em thay pin mới rồi các bác nhé Đấy, thay pin mới cho các bác sử dụng yên tâm luôn. Bảo hành cho các bác 3 tháng tháng đầu nỗi đổi mới luôn các bác nhé Tiếp theo là XS này, à quên XS Max. Quên nói nhiều có nhiều các bạn. Còn toàn màu đen này các bác nhé Đẹp keng. Nguyên zin nguyên bản. Cái này à, em bán với giá là 7 triệu 500 000 đồng Đầy đủ phụ kiện bao ship toàn quốc này. Còn cây à, 11 màu đỏ này đẹp kè nguyên áp này cây này em bán nốt là 7 triệu 500 ngàn đồng tặng một tai nghe không dây các bác nhé 11 Pro Max còn hai màu màu trắng và màu đen pin rất là cao các bác nhé cái này em bán với giá là 11 triệu đồng đầy đủ phụ kiện bao ship cho các bác toàn quốc luôn các bác nhé các bác đã mua hàng bên em rồi thì cứ bình luận đánh giá để những bác chưa mua người ta xem vào những cái bình luận đó là có nên mua hay không Đấy. cửa hàng có uy tín hay không các bác nhé bên em là bao ship toàn quốc các bác chỉ cần đặt cọc 100 000 đồng trở nên còn các bác nhận được máy các bác kiểm tra giúp em xong hãng thanh toán các bác nhé Rồi. ok thì thanh toán không ok hoàn lại cho em thoải mái vô tư luôn em xin được tạm dừng video tại đây xin chào và hẹn gặp lại các bác vào video lần sau